Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, khi doanh nghiệp thiếu vốn, khi doanh nghiệp phải chịu lãi vay cao, chứng khoán sẽ là kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp. Chứng khoán cuối tuần này sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện của doanh nghiệp niêm yết sau khi lên sàn chứng khoán. Họ đã có những thay đổi như thế nào? Ngoài việc thu hút được nhà đầu tư trong nước thì họ tiếp tục thu hút nhà đầu tư nước ngoài ra sao? Chứng khoán cuối tuần này sẽ tiếp tục về đề tài về thị trường chứng khoán với câu chuyện về thu hút vốn của doanh nghiệp niêm yết. Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi chia sẻ của một doanh nghiệp niêm yết mới lên sàn niêm yết trên sàn chứng khoán từ đầu năm 2018 vừa qua. Họ đã có những thay đổi như thế nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đầu năm 2018, giá cổ phiếu ngày chào sàn là khoảng 16.000 đồng trên một cổ phiếu. Đến nay, cổ phiếu PMG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung đã có trị giá hơn 20.000 đồng một cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 là 15%. Vị chủ tịch của doanh nghiệp này chia sẻ, trước khi lên sàn chứng khoán, khó khăn rất nhiều, đặc biệt là vốn. Mình nghĩ rằng muốn huy động từ nguồn vốn từ ngân hàng đấy, thì thật ra mà nói thì rất là nhiều cái khó khăn, mà đặc biệt là những doanh nghiệp như tư nhân thì anh chỉ biết rồi, nó không có được cái đầu tiên là vấn đề tài sản. Thì nó không được cái tính chấp, thì đó là một vấn đề. Thì doanh nghiệp nào cũng thế, nếu mà có được đầy đủ thì người ta không cần phải huy động. Thế nhưng khi không có thì khi đó có tài sản là câu chuyện. Rồi thông qua những cái cơ chế định giá thì rất là khắt khe, rất là càng nghèo. Rồi biết đâu đó thì có thể là con sâu làm đầu nồi canh, có những doanh nghiệp người ta không được tốt, hoặc là cái hình thức có những cái tiêu cực trong cái vấn đề định giá của bên ngân hàng, đưa đến cái chỗ thì nhiều khi ảnh hưởng chung. Cái tình hình chung như thế thì làm cho doanh nghiệp rất là khó khăn. Tuy nhiên, từ tháng 1 năm 2018 đến nay là 10 tháng, sau khi lên sàn, đơn vị này đã thu lại được nhiều lợi ích, có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đem về cổ tức và lợi nhuận cho nhà đầu tư, được các nhà đầu tư nước ngoài chú ý đến và muốn tham gia làm nhà đầu tư chiến lược. Từ ngày mà lên sàn được thì cái tiêu chí đầu tiên của doanh nghiệp á, thì muốn rằng là lên được trên sàn để mình có cơ hội, để mình tiếp cận được những nguồn vốn, hoặc là để mình có cơ hội để mình bản thân doanh nghiệp thì cũng được làm cho nó minh bạch hơn. Và nó rõ ràng hơn, và để có cái điều kiện để tiếp xúc phát triển hơn, cũng như có thể cơ hội để mà doanh nghiệp có thể là đủ cái công cụ để bước ra biển lớn. Thế thì từ ngày doanh nghiệp lên thì rõ ràng thời gian qua thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà rõ ràng thì cũng giúp ích cho doanh nghiệp rất nhiều. Đầu tiên thì những cái nền tảng, cái thương hiệu của công ty trong lĩnh vực gas thì công ty đã có thương hiệu, nhưng mà đặc biệt là từ ngày lên sàn thì kể cả những cái nhà đầu tư có thể đầu tư mặt tài chính, hay là đầu tư về mặt chiến lược, hay đầu tư về mặt lĩnh vực cùng ngành, thì người ta rất quan tâm, mà đặc biệt là các cái đối tác nước ngoài. Theo đánh giá của các chuyên gia, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này khá cô đặc nên room dành cho nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn khá lớn. Với cơ chế hiện tại và với sổ sách hiện tại làm rất rõ về nội tại của PMG và tương lai của PMG như thế nào, rất rõ để cho nhà đầu tư nắm bắt. Và đây cũng là một cái điển hình để cho những doanh nghiệp Việt Nam soi chiếu vào đấy và tham khảo. Đây chỉ là một trong số nhiều doanh nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự tăng trưởng và thành công sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Với quy mô hàng ngàn doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán đã đem lại cơ hội thu hút vốn ngoại vào thị trường chứng khoán. Năm 2018, mặc dù chịu nhiều tác động đa chiều, song thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một trong những thị trường khu vực có sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến hết tháng 8 năm 2018, đã có 2,1 triệu tài khoản của nhà đầu tư được mở tại VSD, trong đó có 27.146 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài. Tính riêng 8 tháng đầu năm, số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài được mở mới tại VSD lên đến 4.745 tài khoản, tăng 40,1% so với năm 2017. Cùng với sự gia tăng về số lượng tài khoản, giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng có xu hướng gia tăng. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, so với cùng kỳ năm 2017, tổng giá trị mua vào chứng khoán trong 8 tháng đầu năm của nhà đầu tư nước ngoài đạt 207.775 tỷ đồng, tăng 47%. Tổng giá trị bán ra của khối ngoại đạt 187.717 tỷ đồng, tăng 75,4%. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng giá trị mua ròng của khối ngoại vẫn đạt 20.058 tỷ đồng, năm 2017 là 34.068 tỷ đồng. Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn vào những chỉ báo và đặc biệt là cái chỉ tiêu hấp thụ vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, thì bản thân nhà đầu tư nước ngoài họ đi trước mình hàng trăm năm rồi. Họ đủ thông tin và dữ liệu để họ dự đoán nền kinh tế của mình tốt trong 5, 10 hoặc thậm chí là 20 năm tới. Nên họ mới tự tin và rót vào đây hàng tỷ đô giống như thế. Và đặc biệt nó lên tới 330 tỷ đô ở thời điểm hiện tại. Chỉ một con số thôi, Nam không cần nói nhiều về cơ hội nữa, đây chính là cơ hội rất lớn khi khủng hoảng xảy ra.
Giá trị mua ròng của khối ngoại tuy không cao bằng mức 34.068 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, nhưng cũng là con số đáng ghi nhận trong bối cảnh dòng vốn nước ngoài có xu hướng rút khỏi các thị trường mới nổi do tác động tiêu cực như việc Fed tăng lãi suất và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo đánh giá, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có dư địa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia khi thị trường đang phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, bền vững, tiếp cận dần với thông lệ quốc tế và đặc biệt là kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2018. Tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát và kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện, định hướng phát triển thị trường chứng khoán rõ ràng, minh bạch sẽ là những nhân tố tích cực nâng đỡ cho thị trường chứng khoán Việt Nam và tạo sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Thông qua thị trường chứng khoán thì vốn ngoại giúp các doanh nghiệp trong nước có vốn mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời có nhiều thay đổi về công tác quản trị theo xu hướng hiệu quả minh bạch hơn. Thế nhưng việc thu hút vốn ngoại tại thị trường Việt Nam vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn. Đó là những khó khăn nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Đối với các doanh nghiệp trong nước muốn huy động vốn từ khối nhà đầu tư nước ngoài, các chuyên gia cho rằng khó khăn lớn nhất chính là những cơ chế chính sách hiện tại từ phía các cơ quan quản lý. Cụ thể, với các quy định về thị trường vốn cũng như các điều kiện kinh doanh hiện hành, khối ngoại gặp khó trong việc tiếp cận doanh nghiệp. Các cái rào cản từ đối với lại doanh nghiệp trong nước để thu vốn nhà đầu tư nước ngoài thì tôi cho rằng là cái khó khăn nhất vẫn là các cái cơ chế về việc quản lý thị trường vốn cũng như là các cái cơ sở pháp lý để cho nhà đầu tư nước ngoài họ nâng cái tỷ lệ sở hữu của các cái doanh nghiệp ở trong nước vẫn còn rất là nhiều khó khăn do các cái đặc thù về chuyên ngành cũng như là các ngành nghề đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa được gỡ bỏ. Chính vì vậy mà nó cũng tạo nên những cái khó khăn cho cái việc nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận các doanh nghiệp Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, độ mở hay còn gọi là room đối với nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp nên để phụ thuộc vào mức độ chịu rủi ro của chính nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp. Bởi hiện tại, khối ngoại thường e ngại rót vốn vào các doanh nghiệp Việt do vướng mắc về tỷ lệ sở hữu. Theo giới phân tích, về lâu dài các quy định này cần được cải thiện theo hướng thông thoáng hơn để thu hút dòng tiền từ khối nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, bản thân các cơ quan quản lý cũng cần chủ động đưa ra các lộ trình để tránh tình trạng mất kiểm soát các doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh trọng điểm. Chúng ta không thể gói gọn hoặc là cứ bó hẹp thị trường vốn của chúng ta nhỏ mãi, bởi vì khi mà bước ra một sân chơi lớn, khi mà muốn thực sự phát triển thị trường vốn thành một kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế thì chúng ta phải mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Và trong những năm vừa qua và kể cả những quý gần đây, quý 1 và quý 2 năm 2018, chúng ta đã có căn cân tổng thể dương. Chúng ta đã liên tục mua được ngoại hối cho dự trữ ngoại hối. Thì đây là những tín hiệu rất tích cực và đây là những cái bước ban đầu, đó là bàn đạp để cho những năm tiếp theo chúng ta có căn cân tổng thể ổn định và dự trữ ngoại hối dồi dào để chúng ta có thể mở thoáng hơn thị trường ngoại hối và từ đó là cũng giúp cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán được sâu rộng hơn. Một khó khăn nữa không thể không kể đến chính là rào cản về mặt thông tin. Tính đến thời điểm hiện tại, thường chỉ có các doanh nghiệp lớn đã niêm yết trên sàn chứng khoán là thực sự công khai thông tin một cách minh bạch hiệu quả, đồng thời có cả công bố thông tin bằng tiếng Anh. Còn đa số các doanh nghiệp khác trên thị trường đều vướng ở vấn đề này, khiến giới đầu tư không chỉ trong nước mà cả nước ngoài không thể hiểu rõ về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Cái mức độ minh bạch về thông tin, cả báo cáo tài chính, những cái thuyết minh báo cáo tài chính nhưng mà cáo bạch tất cả thứ, tức là nó thực sự nó thể hiện được cái chiến lược đúng đắn, định hướng của doanh nghiệp trong tương lai, cũng như thể hiện được cái quan điểm, cái tham vọng của ban lãnh đạo, ban điều hành, rồi những cái thông tin công bố ở các cổng thông tin trên các mạng xã hội, nơi mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể tìm kiếm thông tin doanh nghiệp rất là dễ dàng. Chính vì thế mà đấy mới là cái thu hút các nhà đầu tư. Còn tuy nhiên nếu ngược lại, nếu các nhà đầu tư, các doanh nghiệp mà nó không có một cái gì đặc sắc cũng như thu hút họ, cũng như là cái thông tin rất là khó mập mờ hoặc là rất khó tìm kiếm trên mạng hoặc các cổng thông tin quốc tế Bloomberg hay Reuters chẳng hạn, thì rõ ràng là những doanh nghiệp đấy sẽ ít sự có sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài hơn. Bên cạnh những yếu tố liên quan đến nội tại của thị trường Việt Nam, việc thu hút vốn ngoại còn đối mặt với những biến động trên thị trường thế giới, bởi điều này là nguyên nhân dẫn đến xu hướng bán tháo của khối ngoại tại các thị trường mới nổi như Việt Nam. Do đó, theo các chuyên gia, khả năng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam có thể là một cách tiếp cận mới giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hút được dòng vốn ổn định hơn, chất lượng hơn. Xu hướng chung của các nhà đầu tư trên thế giới đấy là họ đang muốn rút vốn để bảo toàn lợi nhuận trên một cái dự đoán là
Fed sẽ nâng lãi suất, kinh tế Mỹ khả năng sẽ tăng trưởng chậm lại và các tài sản rủi ro ở các thị trường mới nổi, đặc biệt là cổ phiếu, sẽ trở nên kém hấp dẫn. Thì trong cái bối cảnh này thì chúng ta lại càng phải đặc biệt quan tâm đến những cái phương thức để thu hút nhà đầu tư nước ngoài mới, hoặc là cách tiếp cận mới để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Một trong những cách đó, đó là nâng hạng thị trường. Bản thân doanh nghiệp cũng sẽ hoàn toàn hiểu được cái lợi ích khi mà được nâng hạng và được vào chỉ số MSCI. Đấy là một lượng tiền khá là lớn của nhà đầu tư nước ngoài sẽ mua các cổ phiếu được vào nâng hạng. Như vậy, việc thu hút dòng vốn của khối ngoại và các doanh nghiệp nói riêng vào thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung là không khó nếu bản thân các doanh nghiệp thực sự có những thay đổi về chất, đồng thời các cơ quan quản lý cũng có những cơ chế quy định thông thoáng hơn trong việc kiểm soát dòng vốn. Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy ngoài việc hấp dẫn dòng vốn ngoại thì vẫn còn đó những khó khăn khi thu hút dòng vốn này vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Và sau đây là những ý kiến đề xuất của các thành viên thị trường cũng như các nhà đầu tư nước ngoài để làm thế nào để tạo điều kiện thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như tiếp tục thu hút dòng vốn này đầu tư vào thị trường. Mời quý vị cùng theo dõi. Về room của các nhà đầu tư nước ngoài thì hiện tại thì nhà nước cũng đang xem xét để tăng cái room đối với một số cái mặt hàng mà coi như là thiên về sản xuất, thì có thể có khả năng là room sẽ tăng lên 100%. Về riêng về câu chuyện về ngành ngân hàng thì hiện tại vẫn là 30%. Thì cái việc mà xem xét nâng room lên, tuy nhiên thì nhà nước vẫn còn giới hạn và khá là dè dặt về cái vấn đề này. Thì tôi nghĩ thì đây là một số cái yếu tố mà nhà nước là phải xem xét để mà nâng cao cái sức coi như là hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư ngoại. Họ lo về thanh khoản, nếu với số tiền nhỏ thì các bạn ấy không lo, nhưng mà khi các bạn ấy nói với Nam Phan với số tiền lớn thì thật sự là đáng lo. Và giống như hồi xưa Nam từng nghe một nhà đầu tư nước ngoài than vãn rằng với một cái danh mục đầu tư chỉ có 10 triệu đô thôi mà bán một tháng bán vẫn chưa xong, thì đó lại là một cái cơ chế cần một chính sách hỗ trợ nữa để thị trường chứng khoán Việt Nam bây giờ đã hấp dẫn thì càng trở nên hấp dẫn hơn nữa bởi những chính sách mở hơn. Nhìn chung, thị trường chứng khoán Việt Nam có một tiềm năng phát triển lớn. Hiện nay khối lượng tương đối ít, lượng người đầu tư thì cũng chưa phải là nhiều, nhưng số lượng thì vẫn tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt, chính phủ Việt Nam đối với thị trường chứng khoán có một sự quan tâm chú trọng đầy mạnh. Vậy nên, đối với thị trường chứng khoán tại Việt Nam, những người đầu tư nước ngoài như chúng tôi vẫn có một niềm tin rất lớn. Nhìn về tổng thể, thì hiện nay tài liệu của các công ty lên sàn đang chưa được tốt. Các sàn giao dịch chứng khoán cần tối ưu hơn bởi sẽ ảnh hưởng tới tính lưu động thị trường. Một khi tính lưu động này kém thì kéo thị trường xuống. Tuy nhiên thì tôi vẫn có niềm tin về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, bởi nhìn vào cục diện dần dần sẽ có tính ổn định hơn và Việt Nam cũng là một quốc gia có dân số trẻ cũng như người đầu tư nước ngoài sẽ ngày một tăng lên. Như vậy cũng là những yếu tố giúp thị trường đi lên. Nay rất nhiều nhà đầu tư ở nước ngoài vào thì vẫn rất mong muốn chính phủ là bảo lãnh cái chuyển đổi về ngoại tệ. Thì chúng tôi cũng có lý giải rằng là trước đây nó khác, thị trường Việt Nam nó không đáp ứng được. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn nó khác và chúng ta phải giải quyết theo cái bài toán thị trường. Vì vậy chính phủ đã có những quyết định hết sức quan trọng là chỉ trừ những cái công trình quan trọng đặc biệt quốc gia mà cần phải có thu hút đầu tư. Thì chính phủ mới có cái bảo lãnh về cái chuyển đổi ngoại tệ này. Và cũng chỉ ở cái mức khoảng 30% thôi. Thì còn lại là các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp phải giải quyết trên thị trường. Mà thị trường chúng ta bây giờ là đảm bảo đáp ứng được cái vấn đề chuyển đổi ngoại tệ cho các cái doanh nghiệp. Ủy ban chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính là liên tục đưa ra những cái chính sách để hiện thực hóa cái quan điểm về vấn đề thu hút vốn nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường. Cái lộ trình mà nới room, tức là nới cái tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài đã được thực hiện từ khi mà chúng ta bắt đầu mở cửa thị trường chứng khoán Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Tức là chúng ta đã từng là có cái là sở hữu ngoài 10%, xong rồi đến 20%, 30%, 49%. Và hiện nay thì trong cái nghị định 60 là nghị định mới nhất năm 2012 thì cũng đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài là nới room đến 100%, ngoại trừ một số cái doanh nghiệp mà hoạt động trong những lĩnh vực đặc thù mà được bị hạn chế bởi những cái quy định pháp luật chuyên ngành. Thế như vậy là cái tư tưởng là rất là rõ nét. Thì bên cạnh đó thì nhà đầu tư nước ngoài cũng được là hỗ trợ trong các cái thủ tục gia nhập thị trường
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với VSD để đơn giản hóa các cái thủ tục gia nhập thị trường, các cái thủ tục về việc mở tài khoản, cấp trading code cho nhà đầu tư nước ngoài hiện nay là được thực hiện online, và nhà đầu tư nước ngoài thậm chí là có thể mở tài khoản trong một ngày. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.